học 8. Rồi, bài số 1, bài tập về nhà, đáp án là 8. Chúng ta thầy chỉ ra đây một cách điền. Bài số 2 là 18 giờ 27 phút, bài này quá dễ. Bài số 3 tỷ lệ là 1 phần 2 hay là 50%. Đây là bài tập về nhà nên thầy không chữa quá kỹ. Bài số 4 là 6 cách. Rồi, bài số 4 là 6 cách các học sinh có thể liệt kê được. Ví dụ như là mình tô cái này màu, ở đây có hai màu, đó là màu đen, mình tô cái này màu đen thì ba cái hình còn lại mình sẽ tô một, chọn ra một hình nữa để tô màu trắng. Ví dụ như đây là đen, à thầy thầy xin lỗi, mình chọn ra hai cái để tô màu đen. Ví dụ cái này đen, cái này đen, xong tương tự cái này đen, cái này đen, cái này đen, cái này đen, xong rồi ngược lại trắng nữa, thì chúng ta sẽ có 6 cách, nó rất là dễ. Bài số 5 đáp án là D. Các bạn nào đúng hết 5 bài không? 88 bạn. Rồi, chào Chi Mai, chào Bành Hoàng Long. Chào Minh Anh. Rồi bây giờ nhá, đáp số bài số 6 về nhà là phương án A. Làm bài 6 này rất là dễ, chúng ta đem vẽ hết tất cả các số từ 1 cho đến 9 ra, xong đó chúng ta tính ra nào là A, B, C, D, E, mỗi cái xuất hiện bao nhiêu lần và từ đó chúng ta sẽ làm được. Bài số 7. Bài số 7 các con chú ý cho thầy một cái quy luật. Ở tính đây màu đen đúng không? Thì chúng ta thấy để ý này, thực ra nó rất là đơn giản. Cái hình thứ nhất nó có hai tầng, 1 cộng với 2. Hình thứ hai là 1 cộng với 2 cộng với 3. Sau đó tương tự 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. Như vậy đến hình thứ 10 nó sẽ là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng vân vân cộng đến 11 là bằng 66. Bây giờ mình sẽ tô trắng hai cái ngoài cùng nên là 66 trừ đi 2 là còn 64, đúng không nào? Bài số 8, bài này dễ quá. Nhưng mà có một số bạn không cẩn thận vẫn có thể tính sai. Bài này đáp số của chúng ta là 220. Ở trang sách cuối cùng là trang 220. Bài này là bài cơ bản. Bài số 9, bài này chắc chắn là nhiều bạn làm sai. Bây giờ thầy sẽ phân tích một chút. Giá trị lớn nhất của tổng các chữ số. Đây, chúng ta sẽ chia thành mấy cụm từ vào đây. Của cái gì? Của tổng các chữ số. Tổng các chữ số của cái gì? Lại của tổng các chữ số tiếp. Của một số có 3 chữ số. Rồi, như vậy có nghĩa là ví dụ như bây giờ thầy có một cái ví dụ là thầy lấy số 345 thì tổng các chữ số của nó là 3 cộng 4 cộng 5 và bằng 12. Đúng không nào? Lúc này cái 12 này chúng ta lại tính tổng các chữ số tiếp thì nó lại là 1 cộng 2 và bằng 3. Như vậy với cái động tác hai lần thực hiện như thế này thì chúng ta sẽ đặt ra một cái câu hỏi, đó là khi nào thì cái kết quả cuối cùng này nó đạt giá trị lớn nhất. Thì thầy có một cái phân tích như sau. Khi mà có một cái số có 3 chữ số ấy, thì tổng các chữ số của số có 3 chữ số sẽ lớn nhất là bao nhiêu? Lớn nhất là 9 cộng 9, đúng không? 3 chữ số khi tất cả các chữ số đều bằng 9 chúng ta được là 27. Và đến đây là nhiều bạn sẽ nhầm chỗ này. Nhiều bạn vác luôn 2 cộng 7. Lấy 2 cộng 7 thì sai mất. Bởi vì là số 27 đây là lớn nhất. Nhưng mà chưa chắc tổng các chữ số của nó là lớn nhất. Nên là bây giờ mình phải xem xét là trong các số nhỏ hơn 27, nhỏ hơn hoặc bằng 27 thì cái số nào là số có tổng các chữ số lớn nhất. Chúng ta sẽ thấy số 19 là số có tổng các chữ số lớn nhất. Như vậy lúc này chúng ta lấy nó lớn nhất, nó sẽ là 1 cộng 9 bằng 10. Rất nhiều bạn làm đúng bài này. Có bạn nào làm đúng comment cho thầy xem nào. Các bạn câu 8 320 trang. 320 trang à? Chính xác, nhưng mà bạn trả lời nhầm rồi bởi vì người ta hỏi là hỏi trang cuối cùng của cuốn sách là trang nào. Đấy, rất nhiều bạn bị mắc bẫy. Nghiệt ngã của việc thi trắc nghiệm là thế, mặc dù là chúng ta làm đúng về mặt tư duy, về mặt phương pháp chúng ta làm đúng hết. Nhưng mà chỉ cần không đọc câu hỏi là cuối cùng lại điền sai đáp số. Nên là chúng ta hãy tạo cho mình một thói quen là trước khi ghi đáp số thì chúng ta đọc lại câu hỏi một lần. Hoặc là ít nhất một lần. Còn nếu mà bạn nào đọc kỹ thì đọc hai lần được.
nha. Trước khi đáp số, đọc lại câu hỏi rồi hãy ghi để xem là người ta hỏi cái gì. Rồi, bài số 9, đáp số là 10. Các bạn nào làm đúng không? Rồi, rất Rất nhiều nhiều bạn bạn làm làm đúng. đúng rồi. Rất tuyệt. Rồi, ok, bây giờ đến bài số 10 nhá. Bài 10 này thú vị. Bài 10 này là bài toán như sau. Một cái cân hoạt động không đúng. Nếu như mà chúng ta đặt lên đó một cái nhẹ hơn 1.000 gram thì nó chỉ đúng. Tức là cái cân này nó vẫn có thể dùng được. Nhưng mà chỉ cân những cái vật mà nhẹ hơn 1.000 gram thôi. Nếu mà lớn hơn 1.000 gram thì nó sẽ chỉ sai. Nhưng mà nó rất hay là nó lại chỉ sai và nó sẽ chỉ ra một cái số vẫn lớn hơn 1.000 gram. Chứ còn nếu mà nó chỉ sai và nó chỉ ra một số nhỏ hơn 1.000 gram thì cái cân này vứt đi, không dùng được. Đúng nào? Bởi vì khi mà có cái số nhỏ hơn 1.000 gram thì không biết đấy là đúng hay là sai. Nhưng ở đây là người ta cho là nếu đã sai, khi mà hơi lớn hơn 1.000 gram nó sai. Và sai thì nó cũng phải chỉ lớn hơn 1.000 gram. Và chúng ta có 5 cái kết quả. Từ cái dữ kiện số 1, B cộng D và cân chỉ 1.200 gram. Thì chúng ta suy ra được là B với D cộng lại lớn hơn 1.000 gram. Đó là thông tin thứ nhất. Từ cái hai, chúng ta cũng sẽ suy ra được C cộng với E cũng lớn hơn 1.000 gram. Như vậy bây giờ thầy có nhá. B cộng D lớn hơn 1.000 gram. Thầy sẽ lần theo dữ kiện là B. Để xem là anh B còn xuất hiện ở đâu nữa. Thì chúng ta thấy anh B xuất hiện đây. Đúng không? Vậy từ cái 1 và cái 3, chúng ta thấy là B cộng D thì lớn hơn 1.000 gram. B cộng E thì chỉ bằng 800. Nên là chúng ta suy ra là D lớn hơn E. Tiếp theo chúng ta kết hợp với anh 4 này. Đây anh B xuất hiện thêm lần nữa. Thì hai anh B này giống nhau. Anh B cộng với anh D là bằng, à không phải bằng mà là lớn hơn 1.000. Thế còn B cộng với C chỉ bằng 900. Do đó suy ra D lớn hơn C. Vậy có vẻ như anh D này là khá là nặng đấy. D nặng hơn E rồi này. D nặng hơn C. Bây giờ chúng ta sẽ đi lần theo cái gì để chúng ta so sánh tiếp. Thầy có nhá. Từ cái dữ kiện thứ hai là C cộng E lớn hơn 1.000. Bây giờ thầy lần theo anh E này. Đây. E đây, E đây. B cộng E thì bằng 800. Mà E cộng C thì lớn hơn 1.000. Suy ra C lớn hơn B. Rồi, thầy có C lớn hơn B. Như vậy là D nặng hơn E, D nặng hơn C, C nặng hơn B. Vậy chúng ta thấy là D nặng hơn 3 thằng B, C, E rồi. Bây giờ chỉ còn B với A thôi. Thì mình đi so sánh nào. B với A. Đây, nhìn anh A anh xuất hiện ở dòng số 5 này. Và chúng ta thấy như sau. Đây, B cộng E là bằng 800. Còn A cộng E bằng 700. Suy ra B nặng hơn A. B nặng hơn A, vậy thì suy ra cuối cùng chúng ta sẽ có D nặng nhất. Xong. Có bạn nào đúng hết 10 bài, comment cho thầy. Thầy sẽ lục lại comment của các bạn để thầy chấm điểm và trao thưởng cho bạn nhanh nhất, đúng nhất. Các bạn trả lời đây rồi đấy. Rồi, đây là bài tập về nhà là các bạn đã nộp rồi. Các bạn đã nộp bài tập về nhà dưới dạng chụp ảnh và chính nữa mình chỉ cần lần ra cái đấy là biết bạn nào làm đúng thôi. Tú đúng hết. Tâm An Vũ Ngọc bị lừa bài 8, lần sau cẩn thận nhé. Đấy, rất nhiều bạn chỉ sai một câu. Rất tuyệt vời đấy. Đấy là đúng rồi. Đi 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 thi mà làm sai một câu là giỏi rồi. Có bạn là đi thi về bảo là con làm sai mỗi một câu. Còn lại con không làm được. Đúng không? Đi thi có 10 bài về bảo bố là con làm sai mỗi một câu thôi. Còn lại con không làm được. Đúng không? Hoặc là đi thi về bảo bố con nắm chắc 9 điểm trong tay rồi. À, thế bài tập về nhà có 10 câu à? Và con nắm chắc 9 điểm trong tay rồi còn một điểm con để trên giấy. Tức là mình chỉ làm được có một điểm thôi. Ok, như vậy bây giờ là chúng ta đã quá 10 phút rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu học bài hôm nay. Bài hôm nay hơi bị khó. Nhá. Bài hôm nay hơi khó, chúng ta sẽ bắt đầu. Một số bài nào mà khó khó thì thầy sẽ chữa kỹ, còn những bài mà không quá khó thì chúng ta sẽ lướt qua. Thầy Thư cũng đã thử sức làm bài để chúng ta xem hôm nay là thầy Thư của chúng ta làm đúng bao nhiêu câu nhá. Bài số 1, bạn Thành viết dãy chữ tôi thích học toán, tôi thích học toán hỏi chữ cái thứ 2020 là chữ gì? Chúng ta thấy là tôi thích học toán là một cụm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 7, chữ 8, cái. 15 chữ cái. Ok. 10. 15 chữ cái. Vậy thì 15 chữ cái nó sẽ lặp lại. Chúng ta lấy 2020 chia 15. Có lẽ là chúng ta không cần tìm kết quả, chúng ta tìm số dư thôi. Thì chúng ta có 20 chia 15 được 1, dư 5. 52 chia 15 được 4.
được 3, dư 7, 70 chia 15 được 4, dư 10. Như vậy chúng ta thấy là dư 10. Dư 10 đếm nào. Đếm từ trái qua phải. 1, 2, 3, T là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chính xác, chữ O. Rồi, thầy Thư đúng rồi à? Đúng rồi. Tuyệt vời, đấy, chữ O. Rồi, bài số 2. Sách giáo khoa toán lớp 5 có 184 trang, hỏi người ta dùng bao nhiêu chữ số để đánh số. Thì đối với chúng ta khi mà làm đây là một bài trắc nghiệm, nó không phải là bài tự luận, thì chúng ta phải nhớ nhanh cái đoạn là từ 1 đến 99 ấy. Thì ai cũng nhớ luôn là có 189 chữ số nhá. Từ trang 1 đến trang 99 ấy. Nhớ luôn cho thầy. Chuẩn luôn. Thực ra ấy, thì nó là 9 số có 1 chữ số, hay là 1 x 9 cộng với 90 số có 2 chữ số, đúng không? Rồi, và nó bằng 189. Bây giờ thầy sẽ tính tiếp từ 100 cho đến 184. Chúng ta sẽ có là 85 trang. Và chúng ta sẽ có là 3 x 85 bằng 255. Lấy 189 cộng 255 kết quả là 444. Chính xác, thầy Thư tính nhanh nhất thế giới rồi. Chưa thấy gõ xong thầy đã tính xong rồi. Tính nhanh nhất thế giới, còn chưa biết là tính đúng hay tính sai đã. Hy vọng là tính đúng. Ok. Có hai bạn, có bạn nào kết quả 444 không? Ok bạn. Đây, Hương Hải Thắm này. Hải Lê chính xác rồi. Câu 2 chính xác, rất nhiều bạn ra 444 mà dễ đúng không? Rồi, bài số 3. Chúng ta nếu như bạn nào tinh ý á, thì sẽ thấy là các chủ đề thầy cho vào trong cái đề số 2 này. Cái đề này là đề mang tính là chúng ta học tại cái lớp livestream này thôi, chứ còn nếu mà nó không phải là một cái đề để mà chúng ta đánh giá tổng quát tất cả các mảng kiến thức. Thầy nói như vậy để chúng ta hiểu. Bởi vì là thầy chủ đích ôn tập cái phần nào thì thầy sẽ cho các bài tập ở trong đó. Bây giờ bài số 3, dãy số của chúng ta. Việc đầu tiên khi gặp dãy số là phải tìm chậm bằng được cho thầy quy luật 37513. Vậy cái số này lặp lại. Nhưng mà rất hay là phải cẩn thận chỗ này. Chỗ này lặp lại nhưng mà cái tiếp theo nó cũng không lặp lại, nên là chúng ta thấy chưa phải là một quy luật, mà đây mới là quy luật này. Đấy, 3 này. Đến đây. Đây nó mới kết thúc một quy luật, một vòng. Và chúng ta sẽ thấy 1 2 3 4 5 6, 6 số một nhóm. Như vậy là có 21 nhóm. 100 số chia cho 6 là bằng 16 nhóm chứ thầy Thư? 16, đúng rồi, 16 nhóm nhưng và mà giá trị 21. Dư ra mấy nhỉ? Dư ra 4. Dư ra 4 số. Vậy 16 nhóm thì mỗi một nhóm chúng ta sẽ có tổng là 3 cộng 7 cộng 5. Rồi, cảm ơn thầy Thư đã tính sẵn hộ cái này rồi. 21 nhân 16, 20 nhân 16 320, 1 nhân 16 bằng 16 336. Kết quả này là 336. Cộng với 4 số dư ra. Chúng ta nhớ 4 số dư ra chúng ta tính từ đầu. 3 cộng 7 cộng 5 cộng 1. Kết quả bằng 16336 cộng 16352. Tính siêu nhanh. Không biết là đúng hay sai. Đúng rồi. Rồi. Thầy Thư cũng ra thế mà. Chuẩn luôn. À, đúng không? Wow, 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 wow. Đào Trọng Cường. Đồng chí này mới học lớp 2. Tại sao lại làm giỏi thế này hả? Trọng Cường là học sinh của thầy Hiếu, mới học lớp 2 nhưng mà em ấy học cùng các anh chị lớp 3 và em ấy cũng giỏi gần nhất lớp. Bây giờ em lại còn lên đây em học cùng các anh chị lớp 5. Hôm nay được khoảng gần 150 bạn đấy. Chắc là ban ngày một số phụ huynh không nỡ cho con ở nhà dùng Facebook, dùng bố mẹ đi vắng ấy. Bạn là... nào mà ấy thì tối xem lại. Thầy đang set up một cái phòng mà để thầy livestream như thế này là đang ở công ty của thầy, nên là buổi tối thì thầy phải sang đây, nên là sắp tới mà thầy bê được setup về bên nhà thầy thì thầy sẽ livestream buổi tối nó tiện hơn. Ok, như vậy ba bài đầu chủ yếu chúng ta làm đó là về kiến thức về dãy số. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài 4. Bài 4 này là bài toán giả thiết tạm. Thì thầy nói này, bài toán giả thiết tạm thì bạn nào biết rồi thì chúng ta sẽ làm rất nhanh. Còn trong tình huống chúng ta không biết thì chúng ta có một cái cách mà người ta gọi là making a list, là liệt kê, lập ra một cái bảng để chúng ta thử các trường hợp. Thì thực ra cách đấy nó cũng không phải là mò mẫm gì đâu, mà chúng ta cũng phải có tư duy vào đấy một tí. Ví dụ như là chúng ta phải ước lượng. Ví dụ ở đây là 88 bánh đúng không? Và 10 mấy? 10,
tổng số ô tô là 17. Chúng ta có thể chia ra một anh là 7, một anh là 10. Xong chúng ta cộng lại số bánh để xem có đủ hay không. Đúng không? Đấy, thì những cái bài như này nhá. Thầy không nói là chúng ta biết cách làm hay không biết cách làm. Nhưng mà nếu đi thi, cái này nó hơi hơi chiến thuật một tí, nếu đi thi bạn nào không biết làm cũng mò ra được đáp số. Và chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc những bài như thế này. Không được phép bỏ cuộc những bài như này. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là những bài như thế này là những bài có thể thử lại đáp số. Nên chúng ta bắt buộc phải thử lại đáp số. Đó là hai cái chú ý mà thầy chú ý cho các bạn. Các bạn cần phải chú ý đến những cái chú ý mà thầy chú ý nhá. Một là không bỏ cuộc, mặc dù không biết làm vẫn có thể mò được. Hai là phải thử lại đáp số để chắc chắn là mình làm đúng. Bây giờ thầy sẽ giải cho chúng ta bài này. Thì cái dạng toán giả thiết tạm này chúng ta giải như sau. Bây giờ thầy phân tích này, giả thiết tạm là gì? Là mình giả sử có thêm một cái giả thiết tạm bợ, đúng không? Giả sử tất cả Xe tải 10 xe, xe ô tô 17 17. xe Đúng rồi. đều là ô tô tải. Vậy khi đó thì số bánh của chúng ta sẽ là 17 nhân 6 hay là 6 nhân 17 bằng 102 bánh. Và 112 bánh này nó sẽ thừa ra là 102 Thầy trừ Hiếu kiểm tra lại 88. mic, thấy có nhiều bạn bảo nghe không rõ mà nghe nhỏ. Rồi, các bạn đã nghe thấy tiếng chưa? Mà anh sắp hết pin rồi. Nghe thấy tiếng chưa nào? Ok, tiếp tục nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có là 100 nó sẽ thừa ra là 102 trừ đi 88 là bằng 14 cái bánh xe. Nguyên nhân thừa là gì? Nguyên nhân thừa đó là do bình thường là nó có những cái loại xe 4 bánh, nhưng mà chúng ta đã giả sử tất cả nó là 6 bánh. Thì chúng ta chú ý, đây là chính là cái chỗ quan trọng nhất của cái bài toán giả thiết tạm. Chúng ta sẽ thấy nó thừa ra 14 này, nguyên nhân thừa là do nó thay xe 4 bánh bởi xe 6 bánh. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ không thay nữa, thì chúng ta sẽ thấy là thay thế một xe 6 bánh bởi xe 4 bánh thì nó sẽ giảm đi là 6 trừ 4 bằng 2 bánh. Và chúng ta sẽ phải làm giảm bao nhiêu lần để cho nó làm gì, để cho đến lúc là nó gì nhỉ, nó hết, nó không bị thừa nữa, đúng không nào? Vậy giảm bao nhiêu lần, chúng ta chỉ việc chia thôi. Bây giờ chúng ta chia nào, các bạn tính cho thầy là chúng ta sẽ chia ra, đó là 14 chia cho 14 Vậy chia là có 7. 10 tải và 7 ô tô. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có là số lần thay, đó là 14 chia 2 là bằng 7 xe. Mỗi một lần thay như thế thì chúng ta sẽ được một xe con, còn lại là 17 trừ đi 7 bằng 10 xe tải. Ok, bài này dễ đúng không? Các bạn vẫn nghe thấy nhỏ à? Vẫn nhỏ à? Các bạn thử cho cái tiếng ở trong cái iPad hoặc các thứ của mình lên, bởi vì là thầy với thầy Thư ở đây thấy nghe thấy to đùng luôn, nói to quá cảnh sát đến bắt đi chết. Bài này chính là bài chó và gà đúng không Đúng nhỉ? rồi, vừa gà vừa chó đấy, vừa giả Ừ, thiết vừa tạm vừa chó. gà vừa chó, bó lại cho tròn. Tiếp tục chúng ta có bài số 5. Bài này rất nhiều bạn làm sai, chúng ta cần phải chú ý này. An tham gia đấu cờ và đấu 20 ván, mỗi ván thắng được 10 điểm, thua bị trừ đi 15 điểm. Thật là dã man, thắng thì chỉ được có 10 điểm mà thua bị trừ hẳn 15 điểm. Sau đợt thì An được 50 điểm. Hỏi An đã thắng bao nhiêu ván cờ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ giả sử bằng cách là giả sử tất cả 20 trận An đều thắng. Được chưa? Tất cả 20 trận An đều thắng thì lúc này số điểm của An sẽ là 20 nhân 10 bằng 200 điểm. Và bị thừa ra 200 trừ đi. Anh này chỉ có 50 điểm. Mà bây giờ chúng ta giả sử chúng ta lại làm cho nó thành 200 điểm. Vậy nó sẽ thừa ra là 200 trừ 50 bằng 100. Bao nhiêu? 150 điểm. Chỗ này bắt đầu khó này. Chỗ này có nhiều bạn sẽ lấy như sau. Thầy Dư biết là các bạn sẽ lấy như nào không? À, rất nhiều bạn sẽ lấy 150 trừ đi, à, chia cho mở ngoặc 15 trừ 10, vì các bạn ấy học không kỹ. Một số bạn học cái phương pháp này không kỹ là các bạn cứ lấy cái anh lớn trừ đi anh bé, tức là lấy 15 điểm trừ đi 10 điểm, xong rồi vác 150 chia để ra, nhưng mà thế là sai. Bây giờ chúng ta phải phân tích nguyên nhân thừa là gì. Bình thường là nó có những câu làm sai, nhưng mà
chúng ta trong cái giả sử của chúng ta là chúng ta đã à, đây là những cái có những trận thua nhưng mà chúng ta đã giả sử là đều thắng. Như vậy là một cái trận thua chúng ta thay bằng một trận thắng thì chúng ta cần phải biết được là chênh lệch điểm của nó như thế nào. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thấy là bây giờ là chênh lệch giữa một lần thua một lần thắng chính xác nhau là 10 cộng 15 bằng 25 điểm. Chính xác. Đấy, đúng không? Rất nhiều bạn là không hiểu cái chỗ này. Chúng ta phải hiểu được cái nguyên nhân chúng ta cái việc chúng ta giả thiết tạm đó nó tạo ra cái sai, nó sai lệch so với giả thiết của đề bài cho. Tức là tư tưởng chung của dạng toán giả thiết tạm là như thế. Tức là mình cứ giả sử một cái dữ kiện nào đó đi. Sau đó mình từ cái dữ kiện đó mình tính toán các thứ, mình xem là sự chênh lệch so với cái giả thiết. Và cái việc sau đó là mình sẽ điều chỉnh để cho nó về đúng cái giả thiết. Thì đây mình giả sử thắng hết được 200 điểm. Sau đó mình thấy nó chênh so với giả thiết là 150 điểm. Vậy bây giờ mình phải điều chỉnh. Điều chỉnh bằng cách nào? Phân tích cái 150 điểm thời gian đấy là nguyên nhân là gì? Là thay một trận thua bởi một trận thắng nó làm tăng lên 25 điểm. Vậy bây giờ mình phải thay ngược lại. Thay một trận thắng bởi một trận thua thì nó sẽ giảm. Chúng ta để ý nhá. Lẽ ra là thắng được 10 điểm. Bây giờ không thắng nữa, vứt đi 10 điểm đấy. Sau đó lại bị trừ tiếp 15 điểm. Như vậy thực tế là nó đã giảm đi 10 cộng 15 là bằng 25 điểm. Vậy chúng ta sẽ phải thay số lần lại. 150 chia cho 25 và bằng bao nhiêu? Bằng 6. Và mỗi một lần thay này ấy, thì chính là một trận thua. Như vậy chúng ta sẽ thấy là có 6 trận thua và 14 trận thắng. Đáp số 14 ván thắng. Ok, rất nhiều bạn làm đúng. À, bài này như thường lệ thầy lại nói thêm là nó thuộc cái dạng toán mà chúng ta có thể thử lại đáp số và chúng ta có thể mò ra được kết quả. Đấy, đúng không? Making a list, đúng không? Bây giờ chúng ta có thể thầy ví dụ nhá. Giả sử bây giờ thầy Hiếu bị tẩy não, không hề biết cái bài giải này như thế nào. Thì bây giờ thầy cứ giả sử là 10 thắng. Đấy, mình chia đôi, 10 thua. Thì lúc này điểm âm mất rồi. Không được, đúng không? Bây giờ mình giả sử là 15 thắng, 5 thua. Thì lúc này là 15 thắng là 150 điểm. 5 thua là bị trừ 5 x 15 là còn lại 75 điểm. Và 6 thua thì thấy đẹp luôn, chuẩn luôn. Chuẩn thì không phải chỉnh luôn. Đúng không? Chính ra là những cách giải ở tiểu học này rất là thông minh. Còn lên cấp 2 hầu hết các bạn auto dùng hệ phương trình. Chính xác, chính xác. Đấy. Gọi số ván thắng là A, số ván thua là B. Ta có A cộng B bằng 20. Đúng không? Và A nhân 10 trừ B nhân 15 bằng 50. Đó là giải hệ phương trình bằng phương pháp thế và phương pháp khử. Đấy, chuẩn luôn. Đấy, thì thực ra là tiểu học giải bằng cách như vậy thôi. Nhưng mà các con học sinh phải nhớ cho thầy là phải hiểu bản chất để chúng ta làm, tránh bị lừa nhá. Ok, bây giờ bài số 6, bài 6 này easy. Chúng ta 6, 36 này, 36 này, xẻo đi này, gạch này. 35 này, 35 này, xẻo này. 34 với 34, xẻo, gạch hết này. 33 với 33, xẻo. 64 với 32 thì chia ra còn 2. Đấy, thầy chả cần nháp. Thôi tính lại lần nữa cho chắc, nhớ đâu đấy. Chính xác rồi đấy. 36 chia 36, 33 chia 33, 34, 34, 35, 35. Ok, đáp số là 2. Quá dễ, đúng không nào? Đây rồi, 166 bạn. Hôm nay xem là có lên được đến 200 bạn không. Buổi tối chắc sẽ nhiều hơn. Bài số 7, thầy cá là sẽ có nhiều bạn làm sai. Nhiều bạn sẽ làm rất nhanh là cái biểu thức A này bạn viết thành là 1 phần 1. Thầy gạch cái này là 1 phần 1 này, trừ đi 1 phần 3. Sau đó là cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 5. Đấy. Và cuối cùng các bạn làm sai. Cái này phải nhân với 1 chia cho 2 nữa. Chính xác. Rất nhiều bạn học không kỹ về phân số. Hoặc là do là chúng ta cái bài toán đầu tiên chúng ta gặp khi học cái dạng tính nhanh này đó là bài toán 1 trên 1 nhân 2 cộng 1 trên 2 nhân 3 cộng 1 trên 3 nhân 4. Và các bạn ấy làm thành là 1 phần 1 trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 3 v.v. Thì cái ví dụ đấy ok, làm thế đúng. Nhưng mà cái ví dụ đấy không phải là một ví dụ đắt giá. Không phải một ví dụ hay bởi vì là nó làm cho các bạn có khi các bạn không hiểu ý nghĩa của cái số 1 ở trên. Nên là nếu như thầy Hiếu dạy thì thầy hay cho bắt đầu bằng cái bài là 2 trên 1 nhân 3. 2 trên 3 nhân 5, 2 trên 5 nhân 7 để các bạn hiểu được ý nghĩa của cái tử số. Thì trong cái bài toán này cũng thế, chúng ta chú ý là chúng ta cần phải nhân thêm 2 vào đây. Xét cái biểu thức đấy, A nhân 2 nó sẽ bằng 2 chia 1 nhân 3 cộng với 2 chia 3 nhân 5 rồi, cộng vân vân. Đấy, đoạn sau thầy không viết thì bây giờ thầy phân tích này. 2 chia cho 1 nhân 3 thì bản chất ấy, tử số cái số 2 này nó bằng hiệu hai thừa số ở mẫu. Nó sẽ là bằng 3 trừ 1 chia cho 1 nhân 3. Và đây là hiệu của hai phân số. Thì nó chính là bằng 3
chia cho 1 nhân 3. Đúng không? Sau đó trừ đi 1 chia 1 nhân 3. Cái này bạn nào học phân số thì sẽ thấy là rất là dễ. Và cuối cùng nó bằng 1/1 trừ đi 1/3. Hoàn toàn tương tự. Chúng ta sẽ có những cái phần còn lại. Và cuối cùng lúc đó chúng ta có a nhân 2 bằng 1/1 trừ đi 1/3 cộng với 1/3 trừ 1/5 cộng vân 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 cộng 1/99 trừ 1/101, kết quả sẽ bằng 100/101. Tuy nhiên a thì chỉ bằng là 50/101 thôi. Thầy Thư vẫn đúng này. Đấy, chuẩn quá. Bây giờ hỏi thầy Hiếu một chút nhé. Okay. Đây là dãy phân số có và quy luật mà có giới tích là gồm có 1 nhân 3, tức là hai số lẻ liên tiếp. Đúng. Về cái dãy số mà dưới mẫu mà 3 số lẻ liên tiếp thì có làm theo cách này được không? Chuẩn luôn, vẫn có thể làm được. Nhưng mà lúc đấy nó sẽ phải đây. Chúng ta sẽ quan sát một chút cái dãy số này. Cái điều đặc biệt của cái dãy số này ấy là 1 nhân 3 sau đó lại 3 nhân 5, tức là nó có cái sự lặp lại. Cái đuôi của anh này trở thành cái đầu của anh kia, đúng không? Đây là 3, bên này lại xuất hiện 3, đây là 5, bên này lại xuất hiện 5, 7, bên này lại xuất hiện 7. Chính vì cái việc lặp lại đấy nên là lúc sau nó mới triệt tiêu được. Tức là nó viết dưới dạng là A trừ đi B rồi lại cộng với B trừ C rồi cộng với C trừ A. Có một quy luật để tính okay, luôn. Đúng rồi. Thế thì thầy Thư có một cái bài toán rất hay. Bài đấy, đây chưa cài mắt thai rồi. Đây, ok. Chưa. Thế thì bây giờ thầy có một cái bài toán khó hơn. Mở rộng. Siêu khó nhá. Đánh dấu sao vào đây. Bạn nào có đủ bản lĩnh thì làm, còn không thì cũng hạn chế làm. Đây, tính cái biểu thức B bằng 1 chia 1 nhân 2 nhân 3 cộng với 1 chia 2 nhân 3 nhân 4 cộng với 1 chia 3 nhân 4 nhân 5 cộng ... Rồi, cho cái cuối cùng là cộng với 1 chia 99 nhân 100 nhân 101. Rồi, bây giờ cho các bạn nghĩ tí nữa thấy chưa. Ok, tiếp tục. Chúng ta sẽ đến với bài số 8. Rồi, bài 8. Trong hộp của chúng ta có 25 viên bi xanh, 18 viên bi đỏ, 13 viên bi vàng. Không nhìn vào hộp. Ở đây đề bài chưa thật sự là chặt chẽ. Đề bài phải cho thêm thông tin là tất cả các viên bi này cùng kích thước. Để làm gì? Để mình sờ tay vào mình không phát hiện ra được. Ví dụ như là mình muốn lấy viên bi xanh mà mình sờ ra, mình bốc ra, mình thấy viên bi xanh nó to hơn những viên bi đỏ, thì lần sau vào mình sẽ bốc ra những viên bi to hơn. Tuy nhiên là mình phải cho thêm kích thước là cho thêm cái thông tin là tất cả những cái viên bi này là cùng kích thước. Đấy, nó mới chặt chẽ. Không nhìn vào hộp ở đây là cái yếu tố để làm cho nó ngẫu nhiên. Cần lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn trong số các viên bi lấy ra có ít nhất 10 viên xanh, 9 viên đỏ và 8 viên vàng. Thật ra cái này có liên quan đến xác suất không? Không, cái này không phải xác suất. Cái này là liên quan đến các tình huống xấu nhất hay là may mắn nhất. Nào, bây giờ chúng ta thử comment đáp số nào. Ok, 51. Rồi, rất nhiều bạn ra 51. Bây giờ chúng ta phải phân tích. Đề bài người ta cho một cái thông tin là chắc chắn. Vậy thì chúng ta phải phân tích cái tình huống tồi tệ nhất, tình huống xấu nhất. Giả sử như bây giờ chúng ta có 3 bạn, mỗi bạn đều có 25 bi xanh, 18 viên bi đỏ và 13 viên bi vàng vào trong cái hộp. Bây giờ 3 bạn cùng thi bốc, xem là ai may mắn nhất lấy được cái yêu cầu thỏa mãn đề bài. Thế thì chúng ta sẽ phân tích cái tay thối nhất, cái bàn tay mà đen đủ nhất bốc sẽ là bốc, nó sẽ không thỏa mãn cái này. Vậy có 3 tình huống xấu ở đây. Cái này rất hay. Và đây là một bài cũng khó đấy. Có 3 tình huống xấu. Tình huống 1 là bốc thừa viên xanh, thừa viên đỏ nhưng mà thiếu đúng một viên vàng. Đúng không, thầy Thư? Thiếu một vàng. Thiếu vàng. Vậy trong cái tình huống này, chúng ta bốc tất 25 viên xanh. Đúng không? Bốc tất 18 viên đỏ, tức là thừa xanh, thừa đỏ. Nhưng mà chỉ thiếu đúng một viên vàng. Vậy cộng với 12 viên vàng. Kết quả là 55. Đấy. Bây giờ thầy sẽ đến tình huống 2. Thừa xanh. Gì nhỉ? Thiếu đỏ và thừa vàng. Ui, thừa vàng kinh quá. Rồi, nào các bạn. Tình huống này thừa xanh thì cộng tất cả 25 viên xanh lại. Bốc hết 25 viên xanh. Sau đó thiếu đỏ à? Ở đây người ta yêu cầu có 9 viên đỏ. À thầy xin lỗi.
may quá, chỗ này chỉ là thiếu vậy thì chỗ này cần 8 viên vàng, chỗ này chỉ là 7 thôi. Ok, 25 cộng 25 là 50, sorry các bạn. Đấy, suýt nữa thì nhầm là mất điểm, là thi trượt đấy. 25 nhá. Thiếu đỏ, ở đây người ta cần 9 đỏ, vậy thầy chỉ cộng 8 đỏ thôi. Cộng với 8 vàng. Không, lúc này vàng. Phải cộng hết 13 vàng. 13 vàng. Rồi, chính xác, rất là vui. 21 cộng đấy là bao nhiêu? 46. 46 viên, rất hay. Đấy, toán tiểu học thì nó cũng vui phết đấy thầy Tuyện. Bây giờ chúng ta sẽ thấy trường hợp nữa là thiếu xanh, thừa đỏ, thừa vàng. Rồi, nào. Thiếu xanh tức là đây người ta bảo 10 viên xanh thì mình thầy chỉ bốc 9 thôi. Thế còn thừa đỏ có nghĩa là có bao nhiêu viên đỏ bốc hết. Thừa gì nữa nhỉ? Thừa vàng có bao nhiêu viên vàng bốc hết. Cái này được là 40. 40. Vậy đâu là tình huống xấu nhất? Tình huống này là tình huống xấu nhất. Tình huống 1 là xấu nhất. Đúng không nào? Xấu nhất là chúng ta hoàn toàn có thể bốc được 50 viên mà không thỏa mãn đề bài. Vậy chúng ta cần bốc thêm 1 viên nữa. Cần bốc thêm 1 viên nữa và chúng ta sẽ có 51 viên. Hầu hết các bạn đều làm đúng. Very good. Rất tốt, rất tốt. Đây là lần đầu tiên thầy Thư biết và làm cái bài này. Nên là thật sự là hồi trước mới đầu mà đọc đề là không có ý tưởng gì luôn đấy. À, đấy. Thế là cứ nghĩ là bây giờ phải sử dụng đến tính xác suất. Xác suất, ok, xác suất thì phải lên lớp lớn mới học. Mà đối với tiểu học thì nó chỉ đơn giản là phân tích các tình huống kiểu như thế này thôi. Nhưng bài này cũng là một bài khó đấy thầy Thư. Bởi vì là bình thường các bạn sẽ không nghĩ đến việc phải xét ba cái trường hợp xấu. Đấy. Rồi ok, bây giờ chúng ta đến với bài 9. Bài 9 này có vẻ dễ nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm được ngay. Ở đây chúng ta có phép trừ, như vậy là T trừ 6 bằng 2. Như vậy chúng ta có ngay là T bằng 8. Sau đó là S trừ 9 bằng 2. Mà ở đây không có nhớ nên là S phải bằng mấy? S bằng 1. 1. Và có nhớ một lần rồi. Nhớ 1. 2 trừ đi R cộng 1. Hay là bỏ 1 ở đây đi. 1 trừ R bằng 2. Như vậy 1 trừ R mà bằng 2 suy ra R bằng 9. Rồi vẫn nhớ 1. Vậy Q trừ 3 nhớ 1 nữa là 4. Q trừ 4 bằng 2. Vậy Q bằng 6. À, chỗ này là Q chứ. Rồi. Còn lại P. P bằng mấy nào? P chắc chắn thì phải bằng 5 rồi. Chỗ này không có nhớ nên P bằng 5. Vậy chúng ta có là P cộng Q cộng R cộng S cộng T 5 cộng 6 cộng 9. 29. 29. Ồ, 30 à? Thầy có cộng nhầm không? 29 chứ. Ờ. À, có bạn nào làm thấy thầy sai ở đâu không? 29 chứ nhỉ? Có bạn đang, một số bạn đang rất là thích giải bài sao là đáp số 5049 trên 20200. Rồi, ok. Rồi, bài này có một bạn đã ủng hộ phương án của thầy rồi. 29, Nhật Anh ra đáp số là 29. Rồi, ok. Sao câu 9 lại 29 và 24 kìa? Lê Hồng Phương. Làm sao 24 được? Đây hỏi mỗi một giá trị thôi mình nhỉ? Ừ. Hay là còn trường hợp nào nữa? Không, cái này thì hết rồi. Mình bởi vì trong tất cả các tình huống này mình phép trừ này thì mình chỉ có một trường hợp thôi. Ok, tiếp tục chúng ta đến với bài 10. Các số này được sắp xếp vào cột sao cho tổng 4 ô đều bằng 21. Bài này rất là dễ. Chúng ta sẽ đi làm bằng cách như sau. Chúng ta lấy tổng 4 cái số này cộng lại được 21. Cộng tiếp 4 anh nằm ngang được 21 nữa. Như vậy 21 cộng 21 là 42. Sao nữa? Có 42 rồi. Thì bây giờ chúng ta thấy là 42 này khi mà cộng như thế thì là tất cả các số từ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cộng từ 2 đến 8 là bằng 35. Đúng không? Tất cả các số đều được tính một lần trừ x. X được thừa ra một lần. Vậy x chính bằng 42 trừ đi 35 bằng 7. Đó, thầy Thư cũng làm đúng được 10 bài rồi đấy. Chắc là tham gia đi thi vào lớp 6 cùng với các bạn được. Đấy. Thầy Thư hơi bị siêu. Bây giờ là 7. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 11. Các bài phía sau này có vẻ khó hơn nên là chúng ta tập trung để chúng ta chữa nhanh nhá. An và Bình đứng xếp hàng dọc để mua đồ ăn. 15 bạn đứng sau An và 20 bạn đứng trước Bình.
An là người đứng thứ 7 trước Bình. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái ở đây. Thầy vẽ một cái đường này. Như này. Đấy. Có 15 người đứng sau An. Như vậy, giả sử An ở đây. An đây. 15 người đằng sau. Phía sau này có 15 người. 20 người đứng trước Bình. Và An là người đứng thứ 7 trước Bình. Như vậy, chúng ta sẽ chú ý chỗ này. Đây là Bình. Bình. Vậy An là người đứng thứ 7 trước Bình thì chúng ta sẽ thấy là giữa Bình và An có bao nhiêu bạn? Bắt đầu đếm nhá. 1 2 3 4 5 6 7 thì đến An, như vậy giữa Bình và An là có 6 bạn. Rồi. 20 người đứng trước Bình. Như vậy chỗ này là 6 bạn cộng thêm An là 7. Vậy trên trước này chỉ còn lại 13 bạn. Rồi, bây giờ hỏi cái gì? Hỏi có tất cả bao nhiêu người xếp hàng. Thì chúng ta đơn giản chúng ta có thể tính như sau. Chúng ta cộng 15 bạn đằng sau An là 15. Cộng với 20 bạn trước Bình là 20. Sau đó chúng ta sẽ trừ đi. Khi mà chúng ta cộng này, các bạn để ý nhá, chúng ta cộng từ An đổ về sau là phần này. Thế còn cộng từ Bình đổ về trước là phần này. Như vậy có một số phần là gì nhỉ? Trùng nhau. Đây, những cái phần này là trùng nhau này. Đó, do đó chúng ta sẽ phải trừ đi bao nhiêu? Trừ đi 6 bạn. Và kết quả sẽ bằng 29. 29 bạn đang xếp hàng. Đúng không? Chuẩn luôn. Ui, lại chuẩn luôn. Rồi, chính xác. Bây giờ bài số 12 là bài khó. Từ 1 đến 2020 có bao nhiêu số tận cùng là 4 nhưng không chia hết cho 4? Tận cùng là 4 nhưng mà lại không chia hết cho 4. Ồ, khó thế. Cái này là nếu mà anh làm theo kiểu liệt kê đấy. Rồi, thế bây giờ thử liệt kê nhá. Tận cùng là 4 mà không chia cho 4 thì đầu tiên là 10 mấy? 14. 14. Sau đó 24. 24. 24 chia cho 4 không được, đến 34. 34. Rồi 44 chia cho 4 không được. 54. 54 chia 4 không được. Không, không. 74 nó không quy luật đấy. Đúng rồi. 94. Thế thì sau đó thì bắt đầu cứ cộng thêm 100 là chia cho 4. Thì như vậy cứ 114 sẽ không chia hết. 134. Đúng thực rồi. Ra là nó chia cho 4 nó chỉ ảnh hưởng bởi hai chữ số tận cùng thôi. Đây là mình đã liệt kê được cái đống này là hai chữ số rồi thì những này sau nó cũng như thế. Và chúng ta thấy là khoảng cách của nó là mấy? Khoảng cách của nó sẽ là cách đều nhau 20 đơn vị. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm cái số cuối cùng thì nó là 2014. Như vậy thầy sẽ có 2014 trừ đi 14 chia 20, 2000 chia 20 bằng 100 cộng với 1 bằng 101. Thầy đúng kết quả ạ. Rồi, thôi đúng kết quả, nhưng mỗi tội là phải làm theo cái cách liệt kê nó hơi đấy. Thủ công. Đây là chúng ta dùng dãy số cách đều. Bài này easy đúng không? Có nhiều bạn bỏ EZ này. Đấy, được 167 bạn, chắc là một số bạn hôm nay không học, tối các bạn xem lại. Bài số 13. Bài số 13 như thế nào? Bài số 13 chúng ta thấy quy luật là gì nào? Có ai biết quy luật không? Quy luật là gì? Quy luật là gì? Quy luật là gì? Nguyễn Đình Sáng, I give up, never give up. Chúng ta để ý nhá. Đây, thầy cho sang paint. Rồi, chúng ta ngâm cứu. Các bạn thử xem xét cho thầy tổng 3 cái số này. 3, 1, 1 bằng mấy? Bằng mấy? Bằng 5. Đúng chưa? Các bạn xem xét cho thầy 1 cộng 1 cộng 5 bằng mấy? Đây, 1 cộng 1 cộng 5 bằng mấy? Bằng 7. Yeah. 1 cộng 1 cộng 7 bằng mấy? Bằng 9. Rồi, 7 cộng 5 cộng 7 bằng bao nhiêu? 19. Đúng không? Bây giờ chúng ta thấy này, trong một cái ô vuông. Đây. Chúng ta để ý thầy, trong cái ô vuông, bất kỳ một cái hình vuông nào trong cái hình này ấy, thì ba cái ô. Rồi, bây giờ chúng ta để ý nhá, ba cái ô mà thầy tô vàng này cộng lại thì nó bằng cái ô thầy tô xanh. Đấy. Đây là một bài tập quy luật. Chúng ta thấy cái này rất dễ bị nhầm cái là nếu như mà hàng ngang với hàng dọc nó tổng bằng nhau ấy, thì có nhiều không được, bởi vì là những cái
cái hàng ở cái cột cuối cùng với cái hàng cuối cùng của nó rất là bé, nên là cái này không được. Vậy chúng ta sẽ có x bằng 19, thì 35 cộng 19 cộng 35 cũng đúng bằng 89, và đáp số bài này là x bằng 19. Một bài toán suy luận thôi, cũng quy luật cũng vui tí. Tiếp tục, nhiều bạn làm đúng ấy. Rất nhiều bạn làm đúng. Ok, bài số 14. Từ hình vuông có số bên dưới chọn ra 3 số sao cho mỗi cột được chọn một số, mỗi hàng được chọn một số và nhân lại với nhau, hỏi tích lớn nhất. Vậy bây giờ thầy xét này, nếu mà cột đầu tiên này chọn số 1 thì cột thứ hai thầy không được phép chọn số 2 nữa, bởi vì nó cùng hàng nên cột thứ hai thầy có thể chọn 5. Nếu cột thứ hai chọn 5 thì cột thứ ba phải chọn 9, cái này bằng 45. Còn nếu cột thứ hai thầy chọn 8 thì cột thứ ba thầy phải chọn 6, cái này sẽ bằng 48. Cái này rất là dễ, chúng ta hiểu đề bài là chúng ta sẽ làm được. Bây giờ cột đầu tiên không chọn số 1 nữa, cột đầu tiên chọn số 4 thì cột thứ hai sẽ chọn số 2 và số 9 nhân 9. Wow, cái này có vẻ lớn. 72 đúng không? 4 nhân 0 nhân 2 nữa, nhân 8 đi. Thì bên kia là nhân 3. 96 à? 96. Ui, lớn phết. Bây giờ đến 7. 7 nhân 7, 2 3. Nhân 6 là bằng 84. Không được rồi. 7 nhân 5 nhân 3, có vẻ đây là đáp án này. 105. Chính xác, đáp số 105. Rồi, đúng không? Gia Bách trả lời đúng hết 100%. Rồi đấy. Ồ, chính xác. Nhiều bạn làm đúng không? Nhiều bạn làm đúng, các bạn giỏi đấy. Tiếp tục, bài số 15. 8 người đóng xong 500 viên gạch hết 4 giờ. Trước khi vào bài này thì chúng ta nhận dạng đây, hai cái bài tiếp theo nó sẽ là hai bài toán liên quan đến tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch. Đúng không? Bài toán công việc tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch. Bây giờ trước khi đó thì thầy có một cái câu đố cho các bạn nhá. Các bạn nghe này. Hai người trong 2 giờ đào được một cái hố. Nghe câu hỏi nhá. Hai người trong 2 giờ đào được một cái hố. Hỏi là 4 người trong 4 giờ đào được mấy cái hố? Hình như là được 4 cái. Hai người trong 2 giờ đào được một cái, một cái hố. Đấy thì hai, thì hai 4 người trong 4 giờ đào được mấy cái hố? 4 người trong 2 giờ sẽ đào được 2 hố. Bây giờ 4 người trong 4 giờ thì phải đào được 4 cái hố. Đấy, thầy thư ra đáp số là 4 cái hố. Các bạn thử comment cho thầy nhá. Thầy nhắc lại câu đố này. Hai người trong 2 giờ đào được một cái hố. Hỏi 4 người trong 4 giờ đào được mấy cái hố? Nào, chưa cần làm bài 15 vội. Bây giờ chúng ta 5 giờ thì mới kết thúc, nên là chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Thầy đố các bạn một câu đố đã. Hai người trong 2 giờ đào được một cái hố. Hỏi 4 người trong 4 giờ đào được mấy cái hố? Các bạn đều ra đáp số bài 15 là 2 giờ. À, có bạn trả lời là 4 người trong 4 giờ đào được 2 cái hố à? Chưa thấy bạn nào trả lời câu đố. Không biết là các bạn có nghe thấy không? Đây, đây. 2. Đây, đây là 2 giờ. Đào được mấy cái hố nào? Điện thoại có thấy sao hết pin rồi. 4 cái hố. Ok, bạn Hoàng Trang ra 4 cái hố. Ồ. Chúc mừng bạn Hoàng Trang. Bạn đã có cơ hội làm lại lần nữa. 4 cái. Câu trả lời cho câu đố đó là một cái hố to hơn. Được. Một cái hố to hơn gấp mấy lần. Hai người trong 2 giờ đào được một cái hố và 4 người trong 4 giờ thì vẫn đào cái hố đấy, và chúng ta sẽ được một cái hố to hơn. Ok. Bây giờ chúng ta tiếp tục bài toán này. Bây giờ thầy có đây là bài toán này. 8 người, thầy tóm tắt này, 500 viên gạch trong hết 4 giờ. Bây giờ chúng ta chú ý số người và số viên, hoặc là số người và số giờ làm thì nó tỷ lệ như thế nào. Bây giờ chúng ta chú ý nha. 16 người đóng 500 viên gạch hết mấy giờ, đúng không? Ôi dễ quá, chúng ta thấy là số lượng công việc là 500 viên và 500 viên không thay đổi. Số người tăng lên gấp đôi nên là số giờ giảm đi một nửa. Vậy chúng ta sẽ có 2 giờ. Bài này super easy. Rồi, bây giờ đến bài số 16, cũng là một bài toán liên quan đến tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch. Bây giờ thầy phân tích. Một đơn vị vận tải đã huy động 8 xe để chở 480 tấn hàng trong một thời gian quy định. Sau khi chở được 160 tấn, bây giờ thầy phân tích chỗ này. Chúng ta phải đọc kỹ những cái chi tiết này. Sau khi chở được 160 tấn thì lẽ ra
đơn vị còn phải chở bao nhiêu? 480. 320. Trừ đi 160 là bằng 320 tấn. Ok. Thế bây giờ đơn vị đó được giao nhiệm vụ chở thêm 640 tấn. Nên là lúc này sẽ phải tổng và sẽ phải chở là 320 cộng 640 bằng 960 tấn. Hỏi, đơn vị đó phải huy động thêm bao nhiêu xe để chở lô hàng trong thời gian quy định, biết rằng sức chở của mỗi xe là như nhau. Vậy chúng ta thấy nhá, lẽ ra là chỉ chở 320 nhưng mà bây giờ lại chở bao nhiêu? 960, nên là số xe phải gấp lên là mấy? Số xe gấp lên 3 lần. Và chúng ta sẽ tính được là 8 x 3 bằng 24 xe. Và chúng ta sẽ phải thêm là 16 xe. Nhiều bạn đọc nhầm đề thế này nên là chỉ được 16 thôi. Đáp số là 16 đúng. Hả? Đáp số là 16 là đúng. À tức là thêm à, thêm rồi, thêm 16 là à, huy động thêm. Hoặc là chúng ta có thể lấy luôn là số lượng cái xe mà đề bài cho ấy là chở 320 tấn. Vậy bây giờ cái phần mà cái xe đó vẫn phải làm nhiệm vụ như bình thường, vậy cái phần thêm vào 640 tấn này thì cũng phải huy động thêm là 16 xe là chúng ta cũng ra luôn. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có bài số 17. À, quên hỏi các bạn một tí. Các bạn có làm đúng hết 16 bài vừa rồi hay không? Các bạn nào làm đúng hết 16 bài vừa rồi, comment cho thầy biết. Chúng ta không nên thả tim nhá, không nên thả tim, không nên like trong lúc thầy đang hướng dẫn, bởi vì là nó sẽ bị lag, mạng nó kém. Ok, 16, rất nhiều bạn trả lời đúng. Các bạn này học tốt đấy. Đúng hết nhỉ. Một số bạn đã bị lag và phát ra rồi. Bây giờ chúng ta đến với bài 17. Cho cái số này 2015 chữ số 7, hỏi phải thêm vào A bao nhiêu đơn vị. Vậy bây giờ chúng ta giả sử là thêm vào A là A nhỏ đơn vị để được số chia hết cho 63. Thế thì lúc này chúng ta sẽ suy ra nó phải chia hết cho 7 và 9, đúng không? Thế thì dấu hiệu chia cho 7 không có. Tuy nhiên chúng ta thấy là cái A này này là gồm toàn chữ số 7 nên nó sẽ chia hết cho 7. A lớn chia hết cho 7. Vậy chúng ta hãy cho thầy biết là A lớn chia hết cho 7 thì cái số chúng ta thêm vào là A nhỏ cũng phải thế nào nhỉ? A nhỏ cũng phải chia hết cho 7. Đúng không? Bởi vì cái lượng mình có cái lượng, mình có một số kẹo mình đã đủ chia cho 7 người rồi. Bây giờ mình muốn lấy thêm cái lượng nào đó để vẫn đủ chia thì mình cái lượng mình lấy thêm cũng phải đủ để chia. Lê Hồng Phương đúng hết. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là A nhỏ phải chia cho 7. Thầy liệt kê A nhỏ ra đây. 0 này, 7 này, 14 này, 21. Cứ để đấy đã. Bây giờ xét anh chia hết cho 9. Chúng ta để ý A có tổng các chữ số. Dấu hiệu chia cho 9 rồi. Chúng ta phải xét dấu hiệu cho 9 là 7 x 2015 14105. Chúng ta có thể lấy cái số 14105 là chúng ta đem chia cho 9. Nhưng mà chúng ta không cần thiết phải thế, mà chúng ta lấy này. Chúng ta lấy 1 cộng 4 cộng 1 cộng 0 cộng 5 là bằng 11. 11 thì chia 9 dư 2. Đó là dấu hiệu chia cho 9. Nên là suy ra A chia 9 dư 2. A chia 9 dư 2, bạn nào thử suy ra cho thầy A nhỏ sẽ chia 9 dư mấy? A nhỏ sẽ chia 9 dư mấy? A nhỏ chia 9 dư 2. Đúng không? Không đúng. Nó đang chia 9 dư 2 thì phải thêm vào mấy để nó chia cho 9? Thêm vào 7, chia 9 dư 7. Bây giờ chúng ta sẽ xét theo cái dãy này, chúng ta sẽ có A bằng 7 hoặc là 16 hoặc là cộng thêm 9 là 25. Thế nhưng mà mình nhìn này, A nó phải vừa thỏa mãn cái dòng này. Đúng không? Vừa thỏa mãn cái dòng này và nó cũng vừa thỏa mãn cái dòng này. Và đề bài lại hỏi là số nhỏ nhất, ít nhất bao nhiêu đơn vị. Vậy chúng ta sẽ kết luận được A bằng mấy? Bằng 7. A nhỏ bằng 7. Và chúng ta thêm ít nhất 7 đơn vị. Xong, đáp số 7 đơn vị. Đây là bài tương đối là khó. Chúng ta chú ý cho thầy, trong cách giải của chúng ta ấy, là có cái bước là chúng ta phải
tách cái số 63 này ra thành là 7 nhân 9. Và mặc dù là chúng ta không có dấu hiệu chia hết cho 7, nhưng mà chúng ta dựa vào cái cấu tạo số của cái số A ấy, là chúng ta biết là cái số A đấy nghiễm nhiên nó chia hết cho 7 rồi, đúng không? Và từ đó chúng ta sẽ có được cái kết quả chúng ta mong muốn. Bây giờ để cho các bạn luyện tập thêm, thầy có bài thêm 2. Vừa nãy là bài thêm 1 nhá. Cái bài phân số bên trên ấy là bài thêm 1, bây giờ thầy có bài thêm 2 này. Cho A bằng, khó này, 78. Bây giờ thầy cho 2020 lần số 78. Hỏi phải thêm vào A lớn này ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho chia cho bao nhiêu? Chia hết cho 117. Rồi, xin mời các bạn suy nghĩ. Rồi, các bạn tự nghĩ, lát nữa thầy chữa hoặc là chúng ta sẽ comment đáp án sau. Bây giờ chúng ta tiếp tục với bài số 18. An và Bình chơi trò chơi bốc bi. An bốc đều đặn mỗi lần 13 viên. Bình bốc theo thứ tự tăng dần. Lần thứ nhất 1 viên, lần thứ 2 2 viên, lần thứ 3 3 viên. Hai bạn chơi cùng lúc và cùng bốc bi một số lần như nhau, tức là số lần bốc của hai bạn là như nhau. Hỏi bốc lên lần thứ bao nhiêu thì tổng số viên bi của hai bạn, của bạn An bằng tổng của bạn Bình. Bài này quá dễ. Bạn nào mà không biết cách làm ấy thì chúng ta cứ liệt kê là xong. Bây giờ thầy có An Bình này. Bây giờ nhá, chúng ta thử. Ở đây chúng ta sẽ có như sau. Trường hợp 1, lúc đầu An bốc 1 viên, Bình bốc bao nhiêu viên? 13 viên. Đây là thầy đang thử cách đơn giản để cho bạn nào không biết làm. Đấy. 3 thì cái này là cũng là bao nhiêu? 13. Cái này là 4 thì cái này cũng là 13. Đấy, các bạn thấy như này phức tạp quá đúng không? Nên là chúng ta phải tư duy thêm để chúng ta tính. Bây giờ thì các bạn sẽ thấy là giả sử hai bạn đều bốc n lần thì An sẽ bốc là 1 cộng 2. Đấy, cái việc liệt kê ra để cho chúng ta phát hiện là nó sẽ là dãy số này cộng đến n. Thế còn Bình sẽ là 13 nhân với n. Bây giờ chúng ta sẽ tính. Cái này là một dãy số cách đều, có cách tính rồi. N nhân n cộng 1 chia mấy? Số cuối cộng số đầu nhân với số hại chia 2. Hay là chính là n cộng 1, đây chẳng qua là chúng ta ghép cái số đầu với số cuối, ghép hai số này với nhau. Rồi bây giờ chúng ta cho hai anh này bằng nhau. 13 nhân n bằng n nhân với n cộng 1 chia 2. Suy ra là n cộng 1 phải bằng 26. Và chúng ta suy ra n bằng 25. N bằng 25 thì bây giờ khi đó cả hai bạn đã bốc bao nhiêu viên thì chúng ta sẽ thấy là Bình bốc là 13 nhân 25. 13 nhân 25, 10 nhân 25 là 250, 250 cộng 75 là 325. 325. Nhưng ở đây đề bài hỏi cái gì? Đề bài hỏi gì? Cả hai bạn đã bốc được bao nhiêu viên nên là phải nhân đôi. Đúng rồi, phải là 325 nhân 2 bằng 600 bao nhiêu? 650. Để thầy xem là thầy có nhầm ở đâu nhá. Lần 1 bốc 1 viên, lần 2 bốc 2 viên, lần 3 ok. Ngược à? Các bạn mà bảo thầy ngược là gì nhỉ? À, ngược An và Bình. À nhầm. Rồi, ok. Thank you các bạn. Thầy ngược tên. An là bốc đều đặn, còn Bình là bốc theo quy luật nhá. Yeah. Sorry. Rồi. Nhưng mà kết quả không thay đổi, đúng không? Kết quả không thay đổi. Ok. Có bạn bảo rằng bài bạn ấy câu 2 mở rộng là bài là 39 à, thêm 39 à. Cũng có vẻ đúng, 39 chia cho 9. Đấy, tí thầy chưa? Rồi, bây giờ đến bài này, bài 19 này siêu khó. Bài 19, các bạn có hiểu đề không đã? Tức là thầy có một cái số nhá. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 vân vân vân, cứ viết liên tiếp như thế. Cứ có bao nhiêu số tự nhiên thì chúng ta viết liên tiếp. Và sau đó người ta thấy này, số 1 tô màu đỏ. Tức là cái số 1 này tô màu đỏ. Thầy sẽ copy cái số này xuống đây cho nó hoành tráng. Nó to lên cho các bạn nhìn cho nó dễ. Đây. Số 1 tô màu đỏ. Số 2 chúng ta tô màu vàng. Số 3 chúng ta tô màu xanh. Đây.
Số 4, tô màu tím, xanh đỏ, tím. Tím đây, màu tím đây. Số 5, lại tô màu đỏ. Số 6, lại tô màu vàng. Xanh, à đỏ, vàng, xanh, tím. Đỏ, vàng, xanh, tím. Đúng không? Tím đây rồi. Còn cái này là màu xanh, tô lại cái này màu xanh. Đấy, đây. Đâu nhỉ, màu xanh nào nhỉ? Đây đi. Đỏ, vàng, xanh, tím, đỏ, vàng, xanh, tím. Nhưng mà chỗ này các bạn cẩn thận này. Ở đây là người ta tô số 10 màu vàng, có nghĩa là cả chữ số 1 và chữ số 0 đều là màu vàng. Cái khó là chỗ này. Rất nhiều bạn không cẩn thận chỗ này. Nhiều bạn là lấy luôn chữ số 2020 chia cho 4 màu. Đấy, có 4 màu một quy luật. Sau đó lấy 2020 chia cho 4 thì ra bao nhiêu, dư bao nhiêu, các thứ là tính. Như đấy là sai. Chúng ta thấy quy luật 4 màu ấy, lặp lại nó bị phá vỡ ở chỗ này. Bởi vì cái cả cái số 10 này nó là màu gì? Màu vàng. Sau đó cả cái số 11 này nó lại là màu gì? Màu xanh. Đấy, cái khó ở chỗ đấy. Và nó sẽ sau này số có 3 chữ số, 4 chữ số thì chắc chắn là nó quy luật nó bị phá vỡ. Nên là bây giờ chúng ta phải làm như này. Trước hết là chúng ta phải tìm ra là chữ số thứ 2020 nó số nào. Bây giờ chúng ta phải lập ra một cái chiến lược để chúng ta giải bài toán này. Thì chúng ta phải có bước 1, đó là tìm xem chữ số thứ 2020 nó là thuộc vào số nào. Ví dụ nó là chữ số thứ 2020 nó là chữ số 1 trong số 100 bao nhiêu đấy, ví dụ thế. Và sau đó bước 2 thì chúng ta tìm xem cái số đó có các chữ số, có các chữ số được tô màu gì. Thì đây thì chúng ta sẽ thấy là bản chất của bài toán này là kết hợp của hai bài toán. Bài toán thứ nhất là bài toán về trang sách, bài toán ngược về trang sách. Bài toán thứ hai là bài toán về phép chia hết, phép chia có dư. Thế bây giờ bước 1 chúng ta sẽ đi giải quyết bước 1. Chúng ta thấy là từ 1 đến 9 là có 9 nhân 1 nhân 9 là bằng 9 trang rồi. Cái này dễ rồi. Từ 10 đến 99 là bằng 2, có 20 nhân 2 nhân 90 là bằng 180 chữ số rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ lấy 2020 trừ đi 180 cộng 9. Thực ra ở đây là kinh nghiệm. Chúng ta thấy là nếu mà dùng hết các số có 3 chữ số là 900 số. 900 số nhân với 3 là bằng 2700 thì nó lớn hơn cái 2200. Nên là chúng ta thấy là nó không thể hết được số 3 chữ số. Nên thầy lấy luôn 2020 trừ đi 189 là bằng bao nhiêu nhỉ? Trừ đi 200 đi. 220 trừ đi 200 là bằng 1820 cộng thêm 11 là bằng 1831. Đúng không? Chia cho 3. Như vậy chúng ta thấy là 1831 chữ số. 1831 chữ số còn lại này là dùng để gì nhỉ? Để viết các số có mấy chữ số? 3 chữ số. Vậy thầy lấy là 1831 đem chia cho 3, thầy sẽ được là 600. 600 bao nhiêu? 610 và dư mấy? Dư 1. Do đó chúng ta sẽ có chỗ này rất quan trọng. Chữ số thứ 2020 thuộc về số có 3 chữ số thứ bao nhiêu? 711. Số có 3 chữ số thứ 611. Nó chính là chữ số hàng gì? Chữ số hàng trăm. Như đây là số có 3 chữ số. Số có 3 chữ số thứ 611. Vậy thì chúng ta thấy là số có 3 chữ số thứ 611 là số nào? Chính là 700. Số có 3 chữ số thứ 611 thì muốn tính số thứ 611 là lấy 100 712 cộng với 611 trừ 1 nhân 1 sẽ số cách đều và sẽ bằng 710. Thực ra thì cái bài toán này nó chính là trang sách có 611 trang có 3 chữ số. Bây giờ mình cộng thêm 99 trang có 1 và 2 chữ số nữa thì nó chính là 710. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là bước 2. Bước 2 này là lấy 710 chia cho mấy các bạn? Chia cho 4. Chúng ta thấy là được bao nhiêu không cần biết, chỉ biết là nó dư 2. Dư 2 như vậy nó là màu gì? Màu vàng. Dư 2 vậy nó sẽ là màu vàng. Yeah, chính xác rồi.
Thầy nghĩ là thầy đúng rồi. Mệt quá, bài này làm dài quá. Rồi, thế nào? Comment cho thầy đáp số nào. Rất nhiều bạn là xanh à? Xanh là sai bét. Đấy rồi, có bạn Cúc Phạm ra màu vàng chính xác. Mai Phạm cũng ra màu vàng. Ồ, có bạn là đỏ vàng xanh tím. À, rồi, ok, chúc mừng các bạn ra đáp số màu vàng. Bây giờ chúng ta còn bài cuối cùng, the last one. Ồ, dạy các bạn livestream này rất là mệt vì phải nói liên tục. Ôi, bài này lại là một bài trang sách. Comment cho thầy đáp số bài 20 nào. Bài 20 nào. Nào, comment bài 20 nào các bạn. Bài 20 nhá. Ô, bây giờ hình như là mạng nó bị lag nên là bây giờ mới đến, tức là một đến cái phần vàng vàng này đúng không? Vâng. Nào, comment nhanh nào. Ồ, đây rồi, các bạn ra 1107. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích như thế nào là số chữ số gấp 3 lần trang sách. Thầy ví dụ. Ví dụ như là bây giờ thầy có cái trang số 100. Thì trang 100 này nó sẽ đóng góp vào là một trang. Đóng góp vào một trang. Nhưng mà nó đóng góp vào là mấy chữ số? Ba chữ, chữ số. Như vậy giả sử bây giờ nhé, mình đây thầy cho một cái cột vào đây. Đây, giả sử đây là số trang, đây là số chữ số, đúng không? Thế thì có nghĩa là bây giờ nếu mình thả vào trong cái cột số trang ấy, giả sử có hai cái cột, hai cái thùng, thả vào bên số trang đấy là một trang, thì mình phải thả vào bên kia là ba chữ số, thì luôn luôn nó gấp ba, đúng không? Như vậy bây giờ mình thả vào trang một thì bên này chỉ được có mấy chữ số thôi, một chữ số, thì nó thiếu mất mấy, thiếu hai chữ số, tức là nợ mất hai chữ số. Thả vào trang 2 thì nó lại thiếu thêm hai chữ số nữa. Như vậy chúng ta sẽ thấy là từ trang 1 đến trang 9 thì mỗi trang thiếu hai chữ số. Thiếu hai chữ số để được gấp 3. Chỗ này các bạn học sinh chú ý nghe hiểu chỗ này nhá. Như vậy chúng ta sẽ thấy thiếu 2 nhân với 9 là bằng bao nhiêu? 18. Thế bây giờ từ trang 10, bây giờ thầy thả vào một trang là trang số 10 thì bên kia thầy được thả vào hai chữ số, như vậy nó bị thiếu mấy? Thiếu 1. Bởi vì là mình đang cần thả vào mấy? Thả vào ba chữ số nên là mỗi trang sẽ thiếu một chữ số. Đấy. Mỗi trang thiếu một chữ số mà chỗ này có 90 trang, vậy chúng ta sẽ thiếu là 90 chữ số. Rồi, bây giờ trang có ba chữ số, bây giờ ví dụ mình thả vào bên này một trang 100 thì bên kia mình thả vào chữ số 1, chữ số 0, chữ số 0, vậy vừa đủ. Như vậy đến đây là vừa đủ, đúng không? Vừa đủ, không thừa không thiếu. Vấn đề lúc này là xét trang có 4 chữ số, đúng không? Thì mỗi một trang sẽ thừa có 4 chữ số thì sẽ thừa mấy? Thừa một. Vậy thì bây giờ mình cần phải số lượng trang để làm sao đủ kia, đúng rồi. Vậy thì mình cần là 18 cộng 90 bằng 108 trang, 4 chữ số, có 4 chữ số. Như vậy đến lúc này chúng ta đã làm xong. 108 trang có 4 chữ số thì khi đó cuốn sách có 1107 cộng 90 cộng 900 hay là 999 cộng với 108 bằng 1107 trang. Chính xác, rất nhiều bạn làm đúng. Ok, đúng hết rồi đúng không? Rồi, như vậy bạn nào đúng hết comment phía dưới cho thầy nhá. Và hôm nay có một cái bài tập về nhà như sau. Bài tập về nhà hôm nay sẽ thú vị như sau, là lần trước ấy thầy gửi file cho các bạn. Nhưng mà cái file đấy các bạn chụp ảnh lên thầy không thể chấm được, bởi vì là I have no time, thầy không đủ thời gian. Nên là hôm nay thầy đã cho nó vào một cái file và các bạn có thể làm trắc nghiệm được. Nên là bây giờ thầy sẽ post ngay bây giờ các bạn, thầy tắt cái livestream này xong thì các bạn hãy vào
trong nhóm làm luôn bài tập nhá. Chúng ta có bài tập về nhà 10 câu. Bây giờ là 4 giờ 40 các bạn làm 10 câu hôm nay. Thời gian bao nhiêu thì tùy, các bạn cứ làm xong thầy sẽ chấm. Rồi ok, có bạn nào làm đúng hết không? Comment cho thầy có bạn nào hôm nay đúng hết không? Máy bị hết pin rồi. Ok, rồi bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại.